Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Niềm tin vào con người vẫn còn đó. Ngày 9 tháng 2, blog Ngô Nhân Dụng trên VOA Tiếng Việt có bài Chuyện vui đầu năm. Tác giả nhắc lại một câu chuyện trên báo cũ từ năm đến 6 năm trước, kể rằng Ở tỉnh Bình Dương, một cô đi xe gắn máy bị một thanh niên áp sát giật cái giỏ sách. Ngày hôm sau, một cái túi ni lông thấy đặt trước cửa trụ sở phường An Phú, xã Thuận An, khi mở ra là một bọc tiền chứa 100 triệu đồng Việt Nam và hai điện thoại loại đắt tiền. Trong bọc còn có một lá thư của tên ăn cướp nhờ ai lượm được đem tiền trả lại cho cô chủ. Anh ăn cướp nêu lý do, không cần nhiều tiền đến như vậy. Tác giả bình luận, cướp giật nhưng chỉ lấy đúng số tiền mình cần còn dư đem trả lại. Trên thế giới này hiếm có một chuyện lạ như vậy. Tác giả muốn nói một lời cảm ơn cho hành động đem tiền dư trả lại. Anh cho thấy không phải ăn trộm, ăn cướp đều là người xấu. Anh giúp tác giả thêm tin tưởng rằng ở nước Việt Nam mình còn nhiều người muốn sống lương thiện, nhất định sống lương thiện. Và đây là hình bài trên blog Ngô Nhân Dụng VOA. Tác giả nhớ lại một câu chuyện gia đình. Ba của tác giả sống cách đây cả thế kỷ là một nhà nho, từng đổ đạt, khi lớn tuổi còn dạy chữ nho cho mấy chục học trò từ các làng chung quanh. Một buổi sáng cụ đi qua định, bỗng nghe một thanh niên kêu khóc, Cụ cứu con với, họ sắp chặt ngón tay con. Cụ mình ơi! Vì anh bị bắt quả tang khi đang trộm ngô. Cụ tìm gặp các vị hào lý, xin tha cho anh ăn trộm. Nhưng một làng nhỏ ở Thuận Thành, Bắc Ninh, ai cũng biết nhau hết. Một ông đồ nho, thường được mọi người kính trọng. Cụ nói với các vị chức sắc, đồng ý anh ăn trộm đáng bị phạt. Nhưng xin họ đừng chặt tay. Bởi chặt tay nó, nó còn làm lụng gì được để nuôi vợ nuôi con bắt nó phải đi ăn trộm suốt đời hay sao thuyết phục không được cụ lớn tiếng nếu vợ con tao đói tao cũng đi ăn trộm nghe cụ đầu nói vậy các vị chức sắc đòi ý không chặt ngón tay anh ăn trộm nữa trở lại câu chuyện anh ăn cướp giật ở bình dương trong thư trả lại tiền anh giải thích cũng chỉ vì tôi đã lỡ mượn tiền của tín dụng đen và không trả được chỉ có mấy triệu đồng lại cứ lên từng ngày họ điện thoại rồi nhắn tin cả ngày tôi không thể chịu nổi Họ còn dọa sẽ cho người đến tận nhà siết nợ. Mà vợ tôi chỉ mới sinh bé gái được 3 tháng. Nếu bọn họ mà đến, có lẽ vợ tôi chết mất. Tác giả cho biết, lúc bị cướp giật, cô gái mất 107 triệu đồng. Khi trả lại, trong bọc còn 100 triệu đồng. Tức là anh ăn cướp này chỉ cần 7 triệu, khoảng 300 đô Mỹ. Ở một xứ nhiều người có thể mua chai rượu hàng ngàn đô la đại khách, nhưng cũng có người chỉ thiếu 300 đô mà phải đi ăn cướp. Thật tội nghiệp quá và đây là hình các cụ đồ dạy học ngày xưa tác giả tiếp tục dẫn lá thư của anh ăn cướp dù đã cướp được tiền rồi mà cả buổi chiều tôi ân hận cắn rứt lương tâm anh ngỏ lời xin lỗi cô gái bị cướp và giải thích hành động trả lại của mình tôi không ngờ số tiền quá lớn chắc họ tức người mất tiền cũng đang có việc cần tiền nên mới mang tiền nhiều như vậy có lẽ giờ đây người bị tôi cướp rất buồn và đau khổ tác giả cảm thán trả lại 100 triệu đồng với hai cái máy điện thoại trị giá mấy chục triệu chỉ vì thương người bị mình cướp giật. Có mấy ai ngày nay biết thương người như thể thương thân như vậy không? Và tác giả ao ước, giá như các quan chức cướp của dân đen cũng có lúc nghĩ tới các nạn nhân của họ, lương tâm cũng biết cắn rứt như anh này. Tác giả cho rằng, câu chuyện anh ăn cướp này trả lại cho chúng ta phần nào một niềm tin vào con người, đặc biệt con người Việt Nam thời nay đừng chạy theo đồng tiền, đừng chạy theo thị dục. Những lời dạy của tiền nhân vẫn ẩn kính trong đáy lòng chưa mất. Khi có dịp, các hạt giống lại nảy mầm, lại mọc lên. Nên nếp, nên nếp đạo đức của chúng ta chưa tan rã hết. Tác giả hy vọng nếu trong đám những người đi cướp giật vẫn có một người giữ được lương tâm, thì chắc trong đám quan chức cũng phải có người như vậy. Cái nguồn máy độc tài đảng trị tạo ra đám cướp ngày là quan, nhưng trong nguồn máy đó chắc cũng có nhiều người từng bị lương tâm cắn rứt quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin niềm tin vào con người vẫn còn đó xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam ân xá án tử chỉ để làm đẹp bộ mặt với quốc tế. Ngày 9 tháng 2, AFA tiếng Việt có bài bình luận: liệu có tiến bộ về nhân quyền khi Chủ tịch nước ân xá hàng chục án tử hình? Theo AFA, Chủ tịch nước võ văn thưởng gần đây đồng ý ân xá giảm nhiều án tử hình xuống thành án trung thân. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động cho rằng đó vẫn chưa phải là bước tiến về nhân quyền ở Việt Nam. Và đây là hình bài trên blog Tùng Phong AFA. AFA cho biết ngày 27 tháng 12 năm 2023, ông Thưởng đã ký quyết định ân xá cho 18 tử tù. Hơn một tháng sau đó, ngày 6 tháng 2, năm bị án có đơn xin ân giảm gỡ chủ tịch nước được giảm xuống án chung thân. Tuy nhiên, danh tính của những người này không được công bố. AFA dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành của mạng lưới nhân quyền Việt Nam tại California cho rằng, họ vẫn xử tử hình như một phương cách để dằn mặt. Đồng thời, đến cuối năm hoặc trong những dịp lễ, họ cho chủ tịch nhà nước ân xá để tạo ra bộ mặt nhân đạo trước thế giới. Các tổ chức nhân quyền thế giới sẽ thấy rõ điều đó. AFA dẫn báo cáo mới nhất của tổ chức ân xá quốc tế. Việt Nam đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng các nước tuyên án tử hình nhiều nhất trong năm 2022, với ít nhất 102 người bị kết án. Năm 2021, Việt Nam đứng thứ bảy với 119 người. Chỉ vài tuần trước, khi ông Thưởng ký lệnh ân xá cho 5 người, ngày 22 tháng 1, một tòa án ở tỉnh Nghệ An đã kết án tử hình 9 người trong một đường dây mua bán ma túy. Và đây là hình chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Bên cạnh đó, luật sư Nguyễn Văn Đài nói với AFA, hàng năm Việt Nam kết án hàng trăm án tử hình đối với các tội phạm như là buôn bán ma túy hay là giết người và nếu thực thi hết các án đã được tuyên thì con số sẽ rất lớn và chế độ sẽ bị cộng đồng quốc tế chỉ trích mạnh mẽ. Cho nên họ lựa chọn những người có hành vi phạm tội nhẹ hơn một chút nhưng mà cũng đã bị kết án hình họ sẽ giảm đi. Ngoài ra ở trong chế độ cộng sản Việt Nam có hiện tượng chạy án tử hình, nạn tham nhũng hối lộ trong ngành thi hành án cũng xảy ra. Sự tiến bộ phải tạo ra sự bình đẳng trong việc đặc xá hay giảm án cho tất cả những tù nhân chính trị cũng như thường phạm thì lúc đó chúng ta mới coi đó là một tiến bộ. Tuy nhiên, trong luật thi hành án hình sự của Việt Nam, không áp dụng đặc xá hay đại xá cho những người mà họ gọi là vi phạm an ninh quốc gia. Điều này đã tạo ra sự bất bình đẳng rồi, và do vậy tôi không coi hành động ân xá là tiến bộ. Vẫn theo AFA, trong năm 2022, Việt Nam đã ân giảm án tử hình cho tổng cộng 31 người, bao gồm 4 người nước ngoài. Và đây là hình Lê Văn Mạnh, một tử tù an đã bị thi hành án. Tuy nhiên, năm 2023, Việt Nam vẫn thi hành án tử hình với tử tù Lê Văn Mạnh, người đã kêu an suốt 18 năm, bất chấp những phản đối của giới luật sư và lời kêu gọi không thi hành từ nhiều tổ chức quốc tế và chính phủ nhiều quốc gia. Hiện vẫn còn hai tử tù khác đang kêu oan nhiều năm chưa được ân giảm là Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải, Tuy nhiên, họ không có cơ hội được chủ tịch nước xem xét ân xá. AFA dẫn lời ông Nguyễn Trường Chinh, bố của tử tù Nguyễn Văn Trưởng nói rằng, Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải đều không xin ân giảm án vì họ có phạm tội đâu mà xin. AFA cho biết thêm, theo luật pháp Việt Nam hiện hành, để có cơ hội được chủ tịch nước ân xá trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị cách án phải gửi đơn xin ân giảm lên người đứng đầu nhà nước. AFA dẫn tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 150 tù nhân chính trị. Chính quyền luôn phủ nhận việc giam giữ tù nhân lương tâm, nói rằng họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam ân xá án tử chỉ để làm đẹp bộ mặt với quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Châm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới